Xin chào các bạn, mình là Phong. Video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy khoan sát cầm tay của hãng Kaiyang, thương hiệu Hàn Quốc, với mã sản phẩm là D16 nha các bạn. Vì như các bạn thấy thì đầu tiên đi kèm với máy thì mình cũng đã gắn sẵn những phụ kiện đi kèm với máy, theo như là một cái ghế đỡ đằng sau để chúng ta đi ghé vào vai và đi vào khoan trên vật liệu nha các bạn. Và tiếp theo đó là một cái tay cầm phụ rất là bóng và nó có cái lớp nhanh để chúng ta khi cầm nắm không bị sợ chân trượt và rơi vỡ máy nha các bạn. Tiếp theo đó thì con máy của chúng ta được làm bằng chất liệu nhôm nha các bạn, lại khá là chắc chắn và rất là đẹp. Và phần đầu gắn trục gắn mũi tối đa để không kim loại là 16mm nha các bạn. Với thương hiệu Kaiyang được nhập nổi ở phía trên phần thân máy, với bộ phận tháo lắp chỗ thang được nằm ở hai bên để chính bên ngoài để chúng ta dễ dàng kiểm tra thang và tháo lắp thay thế thang dễ dàng hơn nha các bạn. Với phần tay cầm thì được đúc nguyên khối, phần thân thì được đúc nguyên khối luôn nha các bạn. Với tiếp theo đó thì công tắc bóp rất là nhạy nha các bạn, và có cái khó cũng còn đây, cái khó chúng ta làm việc trong thời gian lâu dài nha các bạn. Thì con máy khoan sắt Kaiyang D16 với cái thiết kế rất là chắc chắn dựa trên công nghệ của Hàn Quốc, máy khoan sắt tích hợp cái hệ thống dừng máy hiệu quả nha các bạn, dừng hiệu quả và hiện đại, dễ thao tác cho các người sử dụng. Cùng với đó là cái thiết kế điều khiển chữ D nha các bạn. Đấy, các bạn thấy thì cái chữ D rất là linh hoạt và thoải mái cho người sử dụng hơn. Và tiếp theo đó thì cấu trúc làm việc liên tục thông qua cái khóa chế độ này nha các bạn. Chúng mình đã nói đây là cái khóa chế độ, và nếu chúng ta làm việc ở chế độ lâu dài và máy sử dụng liên tục sử dụng cái chế độ này thì khi cầm và làm việc trong thời gian dài không cái vật liệu cứng dày, đặc biệt với cái thiết kế vỏ bọc thì bằng nhôm siêu bền chắc và trọng lượng nhẹ, giúp người dùng dễ dàng và thao tác hơn các bạn. Thì con máy này với sử dụng công suất 700W và vòng quay cực đại là với vòng quay cực đại từ tốc độ khuyến tải từ 0 tới 8 lên tới 850 vòng trên phút nha các bạn. Với trọng lượng thì nặng khoảng tầm 4,7 kg và sử dụng dòng điện gia đình 220V với thiết kế dây điện dài 2m và 2 chấu, sử dụng dòng điện 220V. Với tiếp theo đó thì với cái kim loại thì như mình đã nói thì tối đa là 16mm và mũi gắn được mũi con gỗ thì là 36mm nha các bạn. Đây, ở phương phía trên thì có phần tem cảnh báo và bên cạnh đó nữa là có phần tem ghi thông số kỹ thuật và số series của máy rất là chi tiết ở trên phần thân máy nha các bạn. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một con máy khoan sắt cầm tay của hãng Kaiyang, thương hiệu Hàn Quốc, với chế độ bảo hành 6 tháng, mã sản phẩm D16. Nếu các bạn có thắc mắc, muốn tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác.